tiên tri tiết lộ chính xác 100%, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, tháng 11 âm lịch năm 2023, bề trên độ mệnh, Phật độ, vượt nạn bất ngờ phát tài, hoan hỷ chào mừng quý cô bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý cô bác anh chị và đặc biệt là quý tín chủ tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 thân mến, cho dù cô bác là ai, cô bác đang ở đâu và đang trải qua những cảm xúc nào, có thể là niềm vui, nỗi buồn hay những giọt nước mắt hạnh phúc, có thể cô bác đang cảm thấy chán nản, bế tắc hay đầy nhiệt huyết, thì xin cô bác hãy kiên trì thêm một chút nữa thôi, cả đời cô bác đã nỗ lực, đã chiến đấu để từng ngày vượt qua thử thách mưu sinh. Thời gian trước, cô bác phải vất vả bao nhiêu vì vận hạn cuốn quanh, nhưng cô bác hãy nhớ rằng nó sắp kết thúc rồi, cô bác đừng bao giờ bỏ cuộc trước vạch đích nhé, mà hãy giữ vững niềm tin vào bản thân mình cũng như hiểu rằng, phúc phần mà cô bác có được trong ngần ấy năm cuộc đời sẽ trở lại, để cứu vớt cho cô bác một cuộc sống hậu vận đầm ấm. Như ước nguyện vào tháng 11 âm lịch tới đây, sẽ là thời gian đầy biến động để chuyển mình của cô bác, sẽ gặp được những cơ hội tốt cho cuộc sống của mình, đánh dấu bước chuyển sang cuộc sống hậu vận ấm no và hạnh phúc. Cô bác vì thế hãy cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm cuộc sống của mình trong tháng 11 âm lịch này thông qua lá số tử vi dưới đây nhé. Đầu tiên, tổng quan tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Kính thưa quý cô bác anh chị, người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, hay còn gọi là đạo viện chi chư lợn, trong tu viện ngũ hành quý mệnh bình địa mộc, tức cây trên đất bằng, tướng con heo, tướng tinh con gấu, nam cung khôn thổ tây tứ mệnh, nữ cung khảm thủy đông tứ mệnh, Phật ban phúc Phật Thích Ca, Phật ban trí, Phật di lặc, Phật bảo hộ, A Di Đà Như Lai. Đón xem số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa cây trên đất bằng, đông xuân cũng thuận ai bằng, hai mùa thuận số có ăn thanh nhàn. Số này có nặng vào thân, gian truân lắm độ phong trần, lắm khi tha hương lập nghiệp xứ xa, trở về vận cuối làm ra có tiền, vợ chồng chắc trở nhiều phen. Nếu không thì cũng lòng dòng đôi ba, Kỷ Hợi có số hiền lương, thấy ai ngọt dịu thì thương xót liền, số tuổi tu niệm ăn chay, lòng ở nhân đức có ngày làm nên. Cô bác Kỷ Hợi thân mến, trong năm 2023, sẽ có những thời điểm cô bác gặp vận hạn xấu là đó, nhưng cũng có những thời điểm gặp được cục diện cát lành, nhiều tin vui đưa tới quan trọng. Khi đó quý mệnh cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện những dự tính của mình. Vào thời gian này, vận khí tốt sẽ khiến mưu cầu như ý. Trong tháng 11 năm 2023 âm lịch tới đây, cô bác Kỷ Hợi gặp được cục diện tam hội thái tuế. Đây là cục diện cát lành, sẽ mang lại nhiều may mắn cho quý mệnh để vận may được nhiều hơn nữa. Thì quý cô bác Kỷ Hợi đừng quên mang theo bên mình vật phẩm phong thủy là vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp chiêu quý nhân, tài lộc, đem về nhiều may mắn, tiền tài cho cô bác. Vật phẩm đã được khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo năm sinh của cô bác để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Kỷ Hợi là những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng, họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy, người tuổi này hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của người tuổi Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất cứ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản thì tuổi Kỷ Hợi luôn biết cách cân bằng điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù cho họ gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung quả quyết và trong mắt của mọi người xung quanh, tuổi Kỷ Hợi là những người rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người tuổi này. Kỷ Hợi là người luôn sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Tuổi Kỷ Hợi không thích tranh luận, đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của họ là một điều nhịn bằng chín điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác cố tình gây sự, họ cũng luôn giữ thái độ hòa hợp, nhưng nhịn nhờ vào sự khéo léo trong cách đối nhân xử thế ấy. Tuổi Kỷ Hợi được nhiều người yêu quý và kính phục. Mỗi khi làm việc gì họ đều đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ ích kỷ, vụ lợi cho bản thân. Những người này dễ đặt niềm tin vào người khác, điều đó khiến đôi lúc họ bị kẻ xấu lợi dụng sự thật thà, chân thành. Điều này đã giúp Kỷ Hợi xây được nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Chính vì thế họ đi đến đâu, tuổi Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng những người này không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè bình thường. Tuổi Kỷ Hợi là những người không thích tranh chấp, đối phó với người khác.
Nhưng nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, họ sẽ nổi giận lôi đình. Tuy nhiên, trạng thái ấy sẽ nhanh chóng đi qua và tuổi này sẽ không thù hận, để bụng bất cứ điều gì. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Kỷ Hợi, họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người tuổi Kỷ Hợi, dù là nam hay nữ, đều không có khái niệm, nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư, thoải mái làm những điều mình thích mà không cần đắn đo suy nghĩ. Những người này không chỉ có tấm lòng vị tha mà có trái tim nhân hậu. Họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những người khó khăn, thậm chí chia sẻ tài sản của mình cho mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Kỷ Hợi chắc chắn sẽ là mẫu người lý tưởng và rất đáng mong đợi của nhiều chàng trai. Họ vừa dịu dàng, đoan trang, vừa là người phụ nữ mạnh mẽ của thời đại. Khi đã kết hôn, Kỷ Hợi nữ mạng sẽ hết lòng chăm lo cho cuộc sống của chồng con và mái ấm gia đình. Thậm chí họ sẵn sàng hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để những người thân trong gia đình được sung sướng đầy đủ. Tuổi Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan, họ luôn tươi cười, vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng tuổi Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm, bởi thực chất Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán, họ chỉ đang chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn áp lực của công việc, có người nhăn nhó, khó chịu, có người kêu ca chán nản, tuổi Kỷ Hợi lại khác, họ luôn trắng tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp cho những người này vượt qua khó khăn. Tuổi Kỷ Hợi có khá nhiều hay đẹp, trên bước đường công danh và sự nghiệp, về vấn đề tình duyên cũng gặp nhiều thuận lợi, tiền vận có một vài đau khổ, trung vận và hậu vận mới được an nhàn, sung sướng. Tuổi Kỷ Hợi có tuổi thọ trung bình, từ 67 đến 75 tuổi, những người hay làm việc thiện thì có thể được tăng tuổi thọ, còn những người ăn ở gian ác thì có thể bị giảm tuổi thọ. Phần lớn đàn ông tuổi Kỷ Hợi tính tình thẳng thắn, cương trực, thường tự tay gây dựng sự nghiệp, mà ít có sự hỗ trợ hay là giúp đỡ từ người khác, thường là phải xây dựng và lập gia đình ở xa mới ổn định. Tuổi nhỏ họ phải trải qua tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhờ ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức, cho nên có thể tai qua nạn khỏi. Hầu hết phụ nữ Kỷ Hợi là người hiền lành, sống có tâm, thích giúp đỡ người khác. Tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn, lận đận, từ gần 40 tuổi mới ổn định về sự nghiệp, bạn nên ăn ở hiền lành, tu nhân tích đức để được hạnh phúc dài lâu. Tiếp theo là về tổng quan vận trình tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, tháng 11 năm 2023 âm lịch như sau. Xét về địa chi, Hợi mà gặp Tý là lâm cục diện tam hội, các địa chi trong Hợi luôn có ý nghĩa tương tự tương sinh cho nhau. Đặc biệt khi các địa chi tụ họp lại thì có ảnh hưởng đến sức mạnh mẽ, tháng này cuộc sống lo toan hơn trước cả về tinh thần và thể chất. Xét về thiên can, kỳ âm thổ gặp giáp sông mộc là chính quan, là cái khắc đại diện cho quan chức tốt, chính trực trong chính quyền điều hành xã hội mà con người phải tuân theo pháp luật, nhà nước. Trong tháng này, Kỷ Hợi sinh năm 1959, cần chú ý đến lời ăn, tiếng nói cẩn thận, những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với đối tác, khách hàng cần khôn khéo tránh bị áp chế sắp đặt nhé, mà ảnh hưởng đến công việc. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, thì tuổi Kỷ Hợi, công việc của quý mệnh tiến triển đều, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với những khách hàng, đối tác mới, mở mang công việc, tài lộc ở mức khá, các nguồn thu nhập khá dồi dào, việc chi tiêu không quá ngặt nghèo. Tháng này gia đạo bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với gia chủ tuổi Kỷ Hợi, nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên, thời gian này cũng có thể xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn, chăn trở lo nghĩ của quý mệnh. Tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi. Thời gian này, người tuổi Kỷ Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy là linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, cho nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả trong tháng 11 này đó. Các gia chủ tuổi Kỷ Hợi cần chú ý những ngày sau, ngày mùng 1 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày 13 tháng 12 năm 2023 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Ngày 13 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức là ngày 25 tháng 12 năm 2023 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày 25 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành,
Khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi, trong những ngày này, quý tín chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng nhé. Và tiếp theo chương trình là phần luận giải tử vi tuổi Kỷ Hợi trên các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Xin mời quý cô bác anh chị theo dõi chi tiết. Về phương diện sự nghiệp, với những người vẫn đang đi làm trong tháng thì được quý nhân trợ giúp cho nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dặn và cống hiến lâu năm của quý tín chủ được lãnh đạo đánh giá cao. Có người còn có thể được thăng chức trong năm nay. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Xét về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Kỷ Hợi trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết khi mọi thứ đều đi theo kế hoạch đã định sẵn. Tài lộc vượng phát, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư hoặc làm ăn kinh doanh thì lúc này có lợi, có những khoản đầu tư khá hứa hẹn, chỉ cần bạn dành thời gian tìm hiểu và ra quyết định vào thời điểm phù hợp là được. Tuy nhiên, trong tháng có sự xuất hiện của vong thần như lời nhắc nhở quý mệnh, vì thế mặc dù tài lộc có dư dôi, nhưng vẫn cần chú ý có kẻ tiểu nhân gây chuyện, phá công việc của bạn. Các gia chủ Kỷ Hợi trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp, cùng với sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Khi đem theo vật phẩm này bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Xét về phương diện tình duyên, tình cảm vợ chồng gia đạo cũng không được suôn sẻ, có những mâu thuẫn từ chính hai người, cho nên tìm cách tháo gỡ nếu không muốn tình hình ngày càng tệ hơn bạn nhé. Nếu hai vợ chồng thường xuyên trách cứ nhau thì thường xuất phát từ sự thiếu thấu hiểu, quan sát, lắng nghe nhau. Ai cũng muốn được đối phương quan tâm, nhưng xem ra cách người kia thể hiện không thực sự phù hợp hoặc như ý bạn muốn. Mối quan hệ của người thân trong gia đình thì không thực sự tốt đẹp như vẻ ngoài của nó. Tuy nhiên, nếu bạn đủ bao dung, tha thứ cho những người ngồi lê đôi mách chuyện của bạn, thì mọi việc sẽ không vì bé mà xé ra to. Xét về phương diện sức khỏe, trong tháng, quý mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan. Bạn lúc này cần thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn nặng tâm với sự nghiệp, chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Sau đây là tử vi từng tuần tuổi Kỷ Hợi, tháng 11 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1. Tuổi Kỷ Hợi là con giáp may mắn tuần này nên bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi bất ngờ. Công việc được quý nhân phù trợ nên bạn chạm tay và khá nhiều cơ hội thăng tiến. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện khả năng của mình, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp cá nhân. Dù đôi khi vẫn có không ít thử thách, nhưng bạn vẫn rất tự tin, mạnh mẽ nên không cảm thấy quá vất vả. Các mối quan hệ hài hòa cũng đem tới cho bạn những sự trợ giúp đắc lực, tiền bạc trong tuần khá hanh thông, thu nhập chính hay phụ đều có những điểm sáng. Người làm công ăn lương nhờ phát huy tối đa tốt nhất nên nhận được những khoản lương hậu hĩnh. Trong khi đó, người làm kinh doanh chỉ cần đầu tư làm ăn một cách nghiêm túc thì lợi nhuận luôn đong đầy. Có thể thấy rằng, tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Kỷ Hợi, bản mệnh luôn tập trung công việc của mình, nên có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và được cấp trên đánh giá cao. Những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không thể nào khiến cho bạn nao núng. Phương diện tình cảm thiên về ổn định, dù đôi khi bất đồng ý kiến có thể xảy ra, song không ảnh hưởng nhiều đến tình cảm hai người. Đối với người độc thân, tuần này bạn cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mong gặp được người phù hợp với mình. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Thìn, Mão, tiểu nhân Tỵ, Thân. Màu sắc may mắn hồng, vàng. Con số phát tài 29, 53, 62. Tử vi tuần 2. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có những khoảng thăng trầm trong tuần này, tuy nhiên, chỉ cần bạn cố gắng thì không khó khăn nào có thể vượt qua. Đầu tuần đồng nghiệp có thể nghi ngờ hoặc cô lập bạn, song thành tích bạn gặt hái được vào cuối tuần sẽ khiến cho mọi người phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tiếc rằng, tình hình tài chính chưa có biến động rõ rệt, đầu tuần người làm nghề tự do có thể kiếm một khoản kha khá,
nhưng sau đó bạn phải dành nhiều thời gian và công sức để mở rộng thị trường, làm quen với đối tác, dốc vốn kinh doanh tạm thời, chưa thể thu về lợi nhuận. Tinh thần làm việc của bản mệnh càng giảm sút về cuối tuần, tốt nhất bạn không nên mở rộng quy mô kinh doanh hay hạng mục đầu tư trong tuần này, bởi tỷ lệ thành công không cao nếu thất bại kéo theo hàng loạt những hệ lụy như phá tài, quan hệ xã giao đi xuống. Khi ký kết hợp đồng hay những giấy tờ, văn bản quan trọng, bạn cần rà soát kỹ các số liệu, điều khoản tránh phạm sai sót ngớ ngẩn, gây thiệt hại. Về tiền bạc, người kinh doanh làm nghề tự do bị ảnh hưởng nặng nề bởi hung tinh thiên ếch, đối mặt với một tuần làm việc không mấy thuận lợi, gặp rắc rối nhiều về nguồn vốn. Vậy nên, khi hợp tác với những người tuổi Tỵ hoặc Tuất, bạn càng cần phải đề cao cảnh giác. Ngoài ra, sao xấu ngũ quỷ còn khuyên bạn cần phải chú ý đến tình hình sức khỏe, không nên dành quá nhiều thời gian cho vui chơi hoặc dồn quá nhiều sức lực cho công việc. Hãy chăm chỉ rèn luyện thể lực và sinh hoạt điều độ, có giờ giấc hơn, đừng phung phí sức khỏe của bản thân. Phương diện tình cảm cũng khá ảm đạm, dường như mối quan hệ giữa vợ chồng bạn đang ngày một xa cách. Nếu bạn không chủ động tìm cách níu kéo, người thứ ba sẽ nhân cơ hội chen chân, giành lấy niềm hạnh phúc mà bạn đã tốn công gây dựng suốt bấy lâu. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Con số phát tài, 62, 96, 50. Tử vi tuần 3. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Kỷ Hợi nhận được khá nhiều sự ưu ái của lãnh đạo. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm mọi việc theo ý của mình, biến thành cái gai trong mắt của người khác. Bước vào tuần mới, vận khí người tuổi Kỷ Hợi có sự thăng cấp rõ ràng, vận trình tình cảm lý tưởng. Nhờ thiên quý cát tinh che chở, bản mệnh có cơ hội đi công tác xa, tinh thần thoải mái hơn thế, có thể gặp được đối tượng ưng ý. Phương diện tài chính, đạt được thành tựu lớn nhất vào thời điểm giữa tuần, bạn cố gắng bao nhiêu thì sẽ thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Người làm ăn, kinh doanh có thể nhận được sự tin cậy của khách hàng, nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập. Ngoài ra sao dịch mã chiếu mệnh cho thấy, tuần này để kiếm về tiền bạc, danh tiếng thì bạn cũng sẽ phải dịch chuyển khá nhiều. Vì thế bạn không nên ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Vận quý nhân đang vượng, bản mệnh chủ động mời bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đi ăn uống, dự tiệc để thắt chặt mối quan hệ. Tuy nhiên, song song với điều đó, bạn cũng nên đề cao cảnh giác, kẻo dễ dãi quá lại bị kẻ xấu lừa gạt, đó có thể là người tuổi Tý hoặc Sửu. Chuyện tình cảm nhìn chung bình ổn, nếu có thời gian rảnh, bạn và người ấy nên ở bên nhau nhiều hơn. Hai người không cần phải làm việc gì lớn lao, chỉ cần ở bên trò chuyện, làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng giúp tình cảm thêm phần gắn kết. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Ngọ. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. Con số phát tài, 26, 84, 18. Tử vi tuần 4. Trong tuần này, bản mệnh tuổi Kỷ Hợi đón vận trình tươi mới, nhiều bất ngờ sẽ tới, vận trình tình cảm phất lên như diều gặp gió, nhờ hai cát tinh thiên quý và thiên phúc đồng lực trợ giúp. Về phương diện công việc, mệnh chủ có sự đột phá lớn trong tuần này, nhất là những ai trước đó từng bị lãnh đạo hoài nghi về năng lực làm việc, nay có cơ hội thể hiện tài năng, ai nấy đều tỏ ý ngưỡng mộ. Trong tuần có thể bạn sẽ đi công tác xa, nhận được lời mời tham dự hội thảo, hội nghị, tiệc thương gia nào đó. Nhân cơ hội này, bạn nên chủ động mở rộng quan hệ xã giao, điều đó rất có lợi cho con đường thăng tiến trong tương lai. Công việc của tuổi Kỷ Hợi trên đà thuận buồm xuôi gió, một mặt vận quý nhân vượng, mặt khác bạn đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, đã tới lúc ngồi để hưởng thụ thành quả. Người kinh doanh, buôn bán, đắt hàng từ khoảng giữa đến cuối tuần, đây là cơ hội tốt để bạn tung ra thị trường. Sản phẩm mới, kế hoạch quảng cáo mới, tài chính luôn ở mức bình ổn, thu chi cân đối, bản mệnh bỏ túi không ít tiền bạc. Với những ai vừa lập nghiệp, mọi việc diễn ra thuận lợi, công ty đi vào hoạt động bình thường, bắt đầu có dấu hiệu thu lời. Nhờ vận quý nhân vượng, bạn có thể ký kết được hợp đồng lớn, được nhiều đối tác tin cậy và ký kết thỏa thuận hợp tác. Nhưng lưu ý, đề phòng khi hợp tác với người tuổi Mão và Ngọ, những đối tượng này rất dễ gây chuyện thị phi. Phương diện sức khỏe của tuổi Hợi nhìn chung bình ổn, ít ốm đau, bệnh tật. Tuy vậy, tháng này nguyệt lệnh thai ở Hợi ngụ ý thể trạng vẫn còn non nớt, yếu ớt, không nên lơ là và sao nhãng việc dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe. Dù bận rộn tới đâu, bản mệnh cũng cần dành thời gian để tập luyện thể thao, chăm chỉ vận động sẽ đẩy lùi được bệnh tật. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số phát tài, 18, 65, 09.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong mình sẽ được điều này, điều khác. Người giàu thì mong sẽ giàu hơn, người nghèo thì mong mình được như người giàu. Để rồi, họ tìm về chốn tâm linh để cầu xin. Sự cầu xin này cũng là ăn mày với các đấng thần linh. Chuyện kể về một ông lão kéo xe chở hàng rất nặng nhọc, và một ngày ông kéo xe quá nặng nên bị đổ ra đường. Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên, nhưng trong tình thế bất lực, mỏi mệt, mồ hôi nhễ nhại, trời thì nắng chang chang, thế là buồn rầu, ông ngồi bệt xuống đất. Khi nhìn xung quanh, ông thấy một ngôi chùa, bên ngoài ngôi chùa là dòng người đi xe hơi, tìm đến cửa nhà chùa làm lễ, vẻ mặt đăm chiêu và phiền não, ông ngồi suy nghĩ và nói thầm. Người vừa sinh ra thì đã giàu, con càng làm lụng vất vả cả đời thì chẳng có gì, ông trời thật là không công bằng. Sau đó, một Phật tử đến nói, ông đã đến cửa Phật rồi, sao không vào thành tâm cầu nguyện, mà ngồi đây than thân trách phận, ông có thấy ngôi chùa bên kia đường không, tôi nghe bảo chỗ đó rất thiêng. Ông lão liền đi vào chùa, ông thấy người ta cầu khấn rất đông, người lớn, người nhỏ, kẻ già, người trẻ. Lúc đó có một vị tăng đi tới hỏi, thí chủ lần đầu đến đây có phải không? Ông đáp, vâng, lần đầu con đến cửa Phật nên không biết cầu nguyện ra làm sao, mong thầy chỉ dạy. Vị tăng hỏi thí chủ muốn thỉnh cầu điều gì, ông quay nhìn những người kia và nói, con cầu xin Đức Phật ban phát sự công bằng. Vị tăng công bằng ư, ông lão vâng thưa thầy, con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bần hàn, không được học hành tử tế, từ bé đã phải tự mưu sinh lớn lên, lấy một người vợ nghèo và lai lưng làm lụng như trâu bò để nuôi một bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ thế bám theo con đằng đẵng. Trong khi có biết bao nhiêu người sinh ra trong một gia đình giàu sang, chẳng cần phải cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy là không công bằng, nếu Đức Phật linh thiêng, xin người hãy ban phát cho con một chút may mắn của những người kia ạ. Vị tăng hỏi, như những người kia ư? Ông đáp, vâng, chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang, quý phái cỡ nào. Những người nghèo khổ như con không thể hiểu nổi họ làm gì mà giàu sang như vậy. Thầy tăng, cái đó ta không biết, nhưng khi đã tới đây, họ cũng là ăn mày cả thôi. Ông ngạc nhiên hỏi, ăn mày ư thưa thầy, vị tăng trả lời, đúng ăn mày cửa Phật. Ông vội vàng hỏi, nhưng nhìn họ giàu sang quý phái, có thiếu gì đâu mà phải đi ăn mày. Vị tăng chậm chậm trả lời, sống trên cõi đời này, mấy ai thỏa mãn với những gì mình đang có. Không tin thí chủ cứ lại gần họ mà xem, ông lão tò mò đi tới gần mọi người, ghé sát và lắng nghe thử, họ đang nghĩ gì. Một anh thanh niên mặc áo vest, thắt cà vạt trông rất chỉnh tề và lịch sự nói, cầu xin Đức Phật giúp công ty con khỏi bị phá sản. Hàng trăm gia đình cùng công nhân đang trông chờ vào công ty, đang trông chờ vào sự lèo lái của con, mô Phật. Một người phụ nữ bên cạnh khóc thút thít và nói, xin người rộng lòng từ bi cho con sức mạnh, để con chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, xin người đừng để con phải chịu đựng những cơn đau hành hạ dày vò. Một cô gái trẻ tuổi đứng gần đó, khuôn mặt có vẻ u sầu ủ rũ, cũng nói, năm nay con đã gần 30 tuổi mà vẫn chưa có người yêu thương. Con vô cùng buồn tủi, con chỉ xin ngài linh thiêng cho con chút dung mạo, để con tìm được một tấm chồng, xin người ban phước, mô Phật. Ông lão nghe những lời ấy mà lòng cảm động rơi nước mắt, ông nói lên một tiếng, tội nghiệp quá, rồi đứng dậy và đi tới vị đang ngồi. Thưa thầy, họ còn xin rất nhiều, điều hóa ra họ toàn là ăn mày thật, con cứ tưởng, trên đời này, ai cũng hạnh phúc hơn con. Biết đâu được, họ cũng có nhiều nỗi khổ đau đến thế, ngẫm ra con còn nhiều điều hơn họ, như sức khỏe, như sự vô tư chẳng hạn. Thầy trả lời, đúng vậy, cuộc đời công bằng với tất cả mọi người, lạc quan với thực tại và cố gắng sống lương thiện, tích đức, để tự mình hóa giải những khó khăn trong cuộc sống, đó mới là một cuộc đời hoàn mỹ. Ông lão nghe xong thì tỉnh ngộ, tiếng chuông vẫn vang trong không gian, ngày một xa dần,